trở lại với chương trình cuộc thi gói bánh chưng bánh tét của đài Little Saigon TV. Trước phần quảng cáo thương mại, các em sinh viên học sinh gặp rất nhiều khó khăn rắc rối khi học gói bánh tét. Các em có thể học cách nấu bánh chưng bánh tét kịp thời để dự thi phần tổng kết tại Thương xá Phước Lộc Thọ không? Rồi, bây giờ bé cân con 300g nha. Thử đi, thử lần thứ hai. Được chưa? Được rồi phải không? Thì bây giờ mấy con cân 300g. Nè, để lên cái cân, cân 300g nè. Mấy trăm? Điểm rồi. 350 bớt rồi nè, 300, đúng chưa? Đúng rồi phải không? Ô Trang phải không? Rồi, bây giờ mà ba đứa, đây. Hay không? Được không? Đây. Thì bánh tét của miền Tây cô á, thì có bánh tét đậu xanh, thì có lá dứa, thì cái lá dứa đó, ở quê ai cũng trồng hết, nhà nào cũng có trồng lá dứa, rồi mình để vô bánh tét, thứ nhất là có cái màu xanh, thứ hai nữa có cái hương vị nó cũng ngon đó, thì có nước dừa, tại vì quê của miền Tây cái bánh tét là phải gói có nước dừa thì mới ăn được, còn bánh tét nó đúng ra mỗi miền người ta mỗi gói khác nhau, thì vì mọi người thích cái không có nước dừa, còn ở miền Tây thì đặc biệt là phải có nước dừa. Ni lông mấy con xe đậu xanh đó, mấy con phải để miếng ni lông nó không có dính nha. Còn nếu mấy con để thì cho cái gì nó cũng dính hết. Rồi đây con xin xe trước cho mấy con coi nha. Nè. We started with the filling. So the filling was mung beans, and we cooked the mung beans and we kind of mashed them up so that they were really soft. And we added sugar, we added salt, and after that we mixed it into like a fine paste, and we rolled it into like kind of cylinders a little bit, so I'm that's kind of where the shape comes from. Đây nè con, thì bây giờ mấy con lau rồi phải không? Bây giờ mấy con sắp lá đây nha, giờ coi nè, hai cái miếng này đâu lại, mấy con tập sắp nè, hai miếng này đâu lại vậy nha, đó con để hai đó, giờ nè, giờ kỹ rồi ha. Rồi cái miếng lá này con phải để lên đây nè, dòm nè, cái này cứ giữa nha, đó. Rồi con lau tiếp. So cô Phát Thị is a, she's a little feisty, she's got a little sass, and she's a very no nonsense kind of person, and that's really fun to me. Em nghĩ tới cô ấy là một con người rất là professional và rất là bình yên, tại vì cái vẻ của cô ấy cách đi cách nói và cách action rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh. Yeah, classic Asian mom, you know, she probably knows how to do this, she's gonna show us up, and you know, she's still really nice about it though. Nhận ra nè, thấy không đây nè, thơm không, có lá dứa thơm thấy không. Đây con sẽ lấy cục nhân này để lên đây để thấy à, rồi con nắm lên vậy. Con cầm này lăn qua ha, lăn qua vậy ha, cầm con thúng lên cột lên. First you roll it like this, and then you stand it up on its side, you put fold in the sides, you put on two of the strips on like an X, and you hold it down there using rubber bands to make sure that the bánh tét holds its shape, and then you flip it onto the other side, do the same thing over there, and then you get to the hard part, which is the wrapping. So you take the string, you wrap it all around so that it holds first, and then you create like a webbing so that it holds its shape when you like fling it around and stuff. So that was it. Những lúc em tự làm, nhất là cái phần đầu tiên đang chải bánh mấy cái nhân ra, em cảm thấy rất là run và hồi hộp, tại vì mình không biết căn cỡ nào cho nó vừa, hoặc là căn cỡ nào cho nó vừa để lúc gói lại cho nó không có bị dư. Bự quá, con thụt nếp vô, sao nó hơi bự quá, thụt nếp vô con đè ra mỏng quá, này đè ra chút xíu, rồi được rồi. Phục nước vô bằng cái cây chậu để đậu, đúng không? Thì nói đúng ra nó cũng có cái tinh thần á, nó cũng cố gắng. Nhưng mà thấy vậy là cũng tốt rồi. Mới gói lần đầu tiên mà gói được như vậy là cô cũng rất là khen. Cái đậu, con xe, đây, cô chỉ là mấy con là xe phải với cái đầu này.
Đấy vậy không được. Tiếp theo được. Đó, rồi đó, xe cái đó, được đó. Rồi rồi, con xe con này con sẽ bị bể. Con coi lại. Con xe này nè. Con xe này con không được. Con xe bị bể nè. Vậy đúng rồi phải không? Nè con phải nè, này nè. Con nắm vào cái cái miếng này, nghe không? Rồi con xe vô. Ừ. Con xe vô mới đầu tròn bánh. I felt sort of confident going into it. And then, you know, I was rolling pretty well, I was got pretty well, and then I got to the tying. And I did the loops, and I didn't know where to go from there. I kind of hit the four, and then I just didn't know what to do. I was completely stuck, my head was stumped. You know, like when you're taking a test and you just can't think of the answer. And, you know, I was just stuck for a long time, so, you know, I couldn't manage to figure it out. I looked over, and my brother was done, and I was like, of course it's my brother. You know, the boy thinks cooking is putting a hot pocket in the microwave, so I wasn't surprised at all. Where do I go from here? Oh my god! Come on! What do I do? Right here, tie it! Oh, what? Yes, you tie it right here! What do you mean you tie it? You tie it! You can't start the weave without the weave! What do you mean you tie? Like you just go like this, or what? Are you under? Yeah, you do a double knot. Under it? This part knot. Oh, really? Here. Do I really? Yes. Cô rất là vui, tại vì các em nó ở bên Mỹ, mà nó ở sanh ở bên Mỹ, mà nó còn nhớ lại cái truyền thống của ông bà của mình, thì cô rất là vui. Cô Pháp Hỷ reminds me a lot of my bà nội. My bà nội hồi xưa là sư cô ở chùa Phật Tổ. Yeah, and so you know, Cô Pháp Hỷ walks in and she's wearing like the same kind of outfit that my bà nội used to wear. And bà nội đã qua rồi 8-9 năm rồi. So it was kind of mixed feelings watching her, because you know she wore the hat, and you know she personality wise completely different, but you know it was a reminder to me about, you know, nguồn của em. So yeah. Thì cô nghĩ nó cũng có cái duyên. Nó có lời gặp cô để mà học bánh tét. Tại vì trong nhà Phật cũng có nói á, không phải một đời này đâu, nhưng mà cũng nhiều đời. Nó có duyên nó mới đây nó gặp mình, mà nó cũng có cái tâm để học hỏi, để làm bánh, cái nguồn thóc của người Việt Nam. Con cảm ơn cô Pháp Hỷ đã dạy ba bọn con về cách làm bánh tét và cái phong tục của người Việt Nam. Thank you so much for teaching me all of this. You know, it really means a lot that I can learn more about the Vietnamese culture and that I can later on perfect this and pass it down to, you know, younger generations to come. Dạ, cảm ơn chị Linh đã sponsor các em ở tầm hội sinh viên. Ba bọn con cảm ơn Phở Phi Lê đã bảo trợ cho ba bọn con, đã cho ba bọn con có cơ hội để làm bánh tét và để thi làm bánh tét. Hey guys, come on out. Let's please support my brother, my teammate Nguyen, and me as we compete in the finals at Asian Garden Mall. Hey, you better be there, because we're gonna win it, and it's gonna be for you. So you better be there. Cô Pháp Hỷ chùa Huệ Quang, mà mấy em ở nước Mỹ mà đến đây để học nghề truyền thống bánh tét của tổ tiên ông bà mình, thì hàng năm nào chùa Huệ Quang cũng gói bánh tét. Thì mấy em đến học cô rất là tán thán. Và hôm nay cô gói bánh lá dứa màu xanh, là mong rằng mấy đứa phải cố lên, là mình phải hy vọng mình phải chiến thắng. Sau khi học gói và nấu bánh tét, các em còn phải tập thêm ở nhà trước khi đến thi phần tổng kết tại Thư xá Phước Lộc Thọ vào dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Đội nào sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét? Xin mời quý vị đón xem chương trình đặc biệt này để gặp gỡ các đội khác chỉ có trên đài Little Saigon TV. Cảm ơn Phở Phi Lê và chùa Huệ Quang. Go UVSA! Woo! Được chưa? Tập chưa? Tập hết chưa? Bây giờ mình đẩy. For this next part, you guys, she's gonna do it by herself and you guys are just gonna watch.